Chào em. Hôm nay chị Xuyến kêu mấy anh em quay clip gì chị Xuyến? Thì bữa nay là có sao là bữa nay mình lên mình chào khán giả ha, trong nước ngoài nước ha, đại gia đình mình là nó có cái câu chuyện như vậy nè. Mà bữa nay là tôi lên thật sự ra thì bây giờ hiểu lầm với nhau thì bên nào đúng bên nào sai thì cũng hiểu lầm thì thôi. Bây giờ ví dụ bà chị với nhà trọ xóm trọ của ông Hữu đó muốn mình xin lỗi thì bữa nay mình lên để mình nói chuyện sao trước cho nghe rồi mình xin lỗi cũng đâu có gì đâu. Để mình nói cho khán giả nghe là cái câu chuyện nó như vậy mà hai bên nó hiểu lầm. Em đi xuống á, là em chăm sóc cho con gái em nó mới sanh mà nó không nghe lời em, cũng như em kêu nó quấn thả em bé rồi xong mà nó không nghe, em mới la, em la em con của em thôi. Thì con của mình thì mình dạy nó trong những ngày đẻ sữa cho mẹ con nó, cho nó sau này về sau nó khỏe đó. Thì thật sự ra mình cũng không có giấu giếm gì à, khán giả trong nước ngoài nước, cuộc sống của em á với Hữu á là chỉ là sống nhờ YouTube quay cuộc sống của mẹ con em, chứ bây giờ á em còn móng thì nó ế ẩm mà em giữ con không lại nhà ai được. Hữu á thì cuộc sống của vợ mới đẻ, chứ nếu mà Hữu cũng buôn bán cũng đi làm ăn vậy đó thì cuộc sống của gia đình em là nhờ quay YouTube. Thì bữa đó đi xuống dưới á, thì thật sự có làm sao thì em cũng nói thật cho khán giả nghe đó, là đi xuống dưới á, bữa đó anh em quay thì cái con nhỏ con gái của cái gì hàng xóm đó, nó là mấy anh em YouTube nó nói quay cái gì mà 11, 12 giờ đi 12 giờ mà quay hoài con nó ngủ không được. Thì thật sự ra nó nói vậy thì anh em YouTube ở đây cũng nghe là đâu có quay 11, 12 giờ giờ nó ngủ đâu. Mà bên nhà mình quay cũng đâu có nói gì ai đâu, đụng chạm gì ai cái gì đâu đó. Rồi bữa đó nó đứng nó la thì thật sự ra cũng trong anh em đang ngồi uống nước cà phê đó, nói ông nội ơi gì mà ở đằng đó nhỏ xíu gì mà nó la mà thấy dữ dữ ta, nói ủa nhỏ gì mà có chồng sớm đó, nó nói có chồng sớm mà chồng nó la mà ngồi đằng đó nhóc mà không biết người nào. Thì thật sự ra nói lộn mà không ai nghe, nó thằng chồng nó xăm hình, thì chồng nó có xăm hình thiệt, nhưng mà tại vì nói là qua lại không ai hiểu rồi thành ra nó mới hiểu lầm với nhau thôi, chứ tôi đâu có nói gì anh em nào xăm hình thì cãi ai, tôi đâu có nói gì ai đâu đó. Rồi bà chị ở xóm trọ đó chị mới bắt lỗi, chị mở máy lên chỉ coi chị nói tại sao mà nói là xăm hình, mà tại sao nói con nhỏ con gái của cái gì ở dưới xóm trọ của Hữu á thất học, cái cao thất học á là em nói thằng Hữu với con Nga đó, em nói con của tôi nó thất học lắm, kêu tôi đi xuống dưới làm chi, tôi cũng làm biến với cái nhà của nó thất học đó, tôi nói vậy đó. Thất học là có nghĩa mẹ cha mình dạy sanh đẻ mà không nghe với thằng Hữu nữa, nó không chịu nghe lời. Còn chuyện bên nhà của hàng xóm của Hữu thì mình đâu có nói gì đâu, mà ai xăm hình cãi ai, tôi có nói gì ai đâu đó. Nhưng mà thường khi thì nói chuyện thì thí dụ như anh em bên tôi quay thì anh em nó vô thì tôi biết tôi vô. Còn bữa đó vô tình là chưa có quay, tôi đâu biết gì đâu, nói ngồi không có nghe vô, giờ sao mà mở lên mà thấy. Đó là cái sự thật là có sao là nó y gan vậy. Bà mở lên mà nói, bà bắt bẻ em, bà nói tại lý do nào mà em nói con bà xăm hình. Đó, là thằng trai bà có xăm hình. Nhưng mà ở đây là thật sự nói cho khán giả trong nước ngoài nước nghe, xăm hình thì kệ người ta, cái đó là modern giờ ở Việt Nam mà nước ngoài ta cũng đầy hết trơn, trai nó thích vậy đó. Em nói là tại vì em cái người quay đó ở ngoài Sài Gòn chứ không phải cái người quay cái clip đó ở đây, lâu lâu người ta mới về, người ta quay clip hay clip người ta đi rồi đó, là nó về nó hỏi em vậy, chứ ở dưới nhà xóm trọ ngủ nghe gì lu bu, bữa đó ăn nhậu gì rồi đập ly ngay phòng trọ mà con Nga nó nghe nó sợ quá, thành Nga nó nói thôi mẹ chưa rồi mẹ đừng xuống làm cho cháu nữa, người ta đập ly người ta la đó, mẹ xuống mẹ cứ la sùm hoài à đó. Rồi tôi mới nói thì bởi vì tụi con thất học, phải như tụi con sanh đẻ nghe lời mẹ đi, mẹ đâu có la, bị gì xuống dưới thì la thì mình la cũng trong phòng con nó nghe là mình tức, ví dụ như ngồi xếp bằng là xếp chè he gì lại rồi xong này kia mà nó không nghe chị mới la đó. Rồi bà xóm trọ đó bà cũng lớn tuổi là có một đứa con với mà một thằng gái đó, thì nó xăm mình thì cãi nó ai đâu mà nói cái chuyện đó. Bà mở cái clip đó lên bà thấy bà nói bây giờ nói con bà xăm mình như là nó con bà thất học, bây giờ em phải lên xin lỗi là một hai nữa, em phải nắm đầu cái thằng quay cái clip đó, còn nếu không bả đi thưa công an. Em mới trả lời với bả nói bây giờ cô kêu công an thì cô cứ kêu, cô kêu thì tôi cũng nhận ở đây, tôi cũng nhận ra chỉ gì, tôi đâu có nói cái gì đâu, thì xăm hình thì tôi nói xăm hình
Thì bà tại vì người ta hỏi thằng chồng con nhỏ đó là ai, thì ngồi trong cái băng nó nhóc ngự hết trơn, thì thằng chồng nó xăm hình nó chặn không có bạn đời, thì nó ừ chồng nó đó, ừ nó ừ chồng nó cũng xứng đôi vừa lứa ha. Thì nói vậy thôi chứ ai có nói gì ai, vụ xăm hình cãi người ta mà bà nghe, bà nghe bà hiểu lầm đó. Rồi nói cái vụ thất học á, bà nói tôi chửi con gái mà thất học, tôi mới nói tôi đâu có chửi, tôi nói là con của tôi thằng Hữu với con Nga nó thất học, mà thằng Hữu nó thất học, nó học có lớp 1, lớp 2 gì hà. Hồi đó giờ tôi nói tao thất học mà tôi nói thằng gái tôi hoài ai không nghe, tôi chửi Hữu thất học hoài ai không nghe, tôi chửi Hữu đâu phải tôi nói con mà đâu đó. Có cái bữa đó buổi trưa nó nói để cho nó ngủ mà cứ quay hoài à, 11, 12 giờ trưa gì quay hoài nó là làng. Thì mấy anh em có nói thiệt, nói trời ơi nó nhỏ xíu vậy mà thấy nó cũng mạnh miệng dữ quá, ta chồng nó làm gì mà thấy có nhỏ con gái đi lẩm đẩm gì nè. Thì em thật sự em cũng nói thiệt, khi xuống dưới cũng cho nó 1-20 ngàn là mình giọng nít mà cho con nó. Nhưng mà thật sự vô tình là cái thằng em nó ở thành phố lâu lâu nó mới quay một lần, nó về nó mới hỏi, nó hỏi thì tưởng đâu là chị em nói chuyện chưa có quay, thường ngày quay thì nó vô thì mình biết vô đâu, mình vô còn này không nói vô ra chứ mình đâu có biết, tưởng đâu là tâm sự mỏng nói chuyện thôi. Ai giờ đâu mở lên mà thấy. Thì thôi bây giờ em nói cho mà dì xóm trọ nghe, dì cũng đáng tuổi mẹ tôi đó, còn con của dì thì cũng đáng tuổi em út của tôi, còn con gái cũng vậy, tính ra cái tuổi tác nó cũng đáng con cháu tôi không à đó. Bây giờ nói cho dì xóm trọ của Hữu nghe nè, với mà em gái nhỏ có đứa con nhỏ nghe nè, với em trai xăm hình á, bữa nay á thật sự chị không có lỗi gì hết, nhưng mà tại bà dì kêu chị xin lỗi. Thì bây giờ một tiếng nói, một câu chào nó cao hơn cổ cái người lớn tuổi đáng cha mẹ chị. Chị xin lỗi, con xin lỗi dì là thật sự. Bữa nay là con xin lỗi dì, con không bao giờ mà nói gì cái gì ở xóm của Nga nữa. Tại vì vợ chồng cháu của em nó ở ngay nhà xóm chợ của dì là ở kế một bên. Thường thường ông bà người ta nói lá lành thì mình đùm lá rách, mình sống mình làm kiếp con người mình phải yêu thương, chia sẻ đùm bọc với nhau để mình sống bằng cho chọn kiếp con người. Ở đây không có ai mà ghét ai, mà ai xăm hình thì cái chuyện xăm mô đen của người ta, không phải là xăm hình là ai cũng xấu hết đó. Thì bữa nay giờ cô nói là em nói sai là do nói cô, con cô xăm hình nói sai là do em chửi con nhỏ con gái của cô là tại thất học, nhưng mà cũng vì là những cái hiểu lầm qua lại. Thôi bây giờ em lên em xin lỗi con, cả gia đình của cô, là nhất là cô là nhỏ con gái đó với thằng con của cô xăm hình đó. Cái câu xăm hình là hỏi con nhỏ đó chồng nó là người nào đó, thì thật sự ra thì chồng nó đang ở trận mà có xăm hình ở sau lưng đó, thì tại vì ngồi trong bàn đó, ngồi đó lúc mà nó lai chắc chưa, thì thật sự anh em mới nói ừ chồng nó lần đó đó, chứ tôi chưa biết chồng nó lần nào nữa đó. Thì thôi giờ chị nói cho em xăm hình nghe nè, cũng là hiểu lầm qua lại thôi. Thì giờ chị lên chị xin lỗi tôi từ đây sắp lên đó, ví dụ nhà của thằng Hữu mai mốt tới đầy tháng con đó, nó có mở ra đầy tháng đó, thì em cũng thông cảm cho nó đãi một cái đầy tháng cho con nó trọn vẹn. Ví dụ đám tiệc thì cũng có những cái ca hát, hoặc là cũng có bạn bè. Thì đám tiệc nhà ai thì cũng một lâu lâu mới có một ngày, đợi người chỉ có một lần hai lần chứ đâu có hoài đâu. Cũng như là đám cưới, đám giỗ, thôi tôi thì tháng sinh nhật. Thì tới ngày đó cô với trong gia đình xóm chợ nó cũng thông cảm cho Hữu Nga, để cho Hữu Nga làm tròn một cái đám mà đầy tháng cho con của Hữu Nga, là thằng trai của Hữu nó cũng thương con nó quá đi. Mà Nga thì gái, con gái đầu lòng mới có thằng trai nữa đó. Thì bây giờ em lên đây thì em cũng xin lỗi, em xin lỗi là em xin lỗi cái gia đình của chị là chị hiểu lầm. Còn mình nói hết trơn luôn là cả anh em trong nước của mình, người ngoài nước, cái chuyện xăm hình là cái chuyện người ta thích anh em, người ta thích model vui người ta xăm thôi. Chuyện anh em xăm đâu có dính líu gì em đâu mà em phải nói xăm hình chi, nhưng mà cái sự này là cái sự hiểu lầm với nhau thôi. Hiểu lầm là cái sự ở với nhà ngủ bị gì nó la nó không cho quay, nó không cho anh em quay. Thì tôi thật sự tôi cũng nói thiệt là sự sống của mẹ con tôi nhờ quay YouTube mẹ con tôi mới có ngày hôm nay. Thành ra nó la thì anh em ở đây ta nghe ta nói chứ ở đây anh em với tôi đâu có nói gì gia đình của cổ đâu đó. Là hôm nay là em lên em xin lỗi cô đó, với em gái có đứa con đó, với cái em xăm hình đó, là chị xin lỗi. Và cũng như bây giờ chị không sai mà nói chị sai thì chị cũng chấp nhận chị sai đi, chị xin lỗi nha. Chị xin lỗi đại gia đình của mình đó. Rồi chị cũng nói với anh em trong nước ngoài nước là thí dụ ai xăm hình là cả người ta đâu có dính líu gì chị, mà chị phải nói ai cũng là con người, là cũng như người ta thích làm gì trong mình, người ta xăm vẽ gì, như thí dụ người thích xăm môi xăm mắt người ta xăm gì cả người ta. Chị đâu có nói gì ai đâu.
Nhưng mà cái sự này là cái sự hiểu lầm. Thôi thì giờ chị lên chị xin lỗi đó. Chị xin lỗi nhà xóm chợ của Hữu đó. Còn Hữu nó nói là tôi á, nó ở đó cả năm trời không có lộn xộn lu bu. Mà tôi mới xuống dưới mấy ngày mà nó quá trời lu bu là thật sự tôi nói khán giả nghe nè. Tại vì tôi nói á, xuống á, la nó cái vụ sanh đẻ kêu nó nằm kỹ, nó không nằm mình mới la nó rồi bực bội mẹ con cãi nhau. Nó cho Nga ăn canh cải mới đẻ tôi cũng la. Cái đó là có sự thật, có gì thì mình nói nấy chứ mình đâu có nói dốc gì ai đâu. Còn cái chuyện anh em mà xóm chợ của Hữu, ví dụ mình đi ngang gặp kêu nhậu chơi chị ơi, thì mình chị em thì nó kêu mình vô nhậu thì mình vô được mình vô. Còn chị ở đây chị còn công chuyện này kia tùm lum, rồi nhiều khi ông Tư ông cũng đâu có cho chị nhậu nhẹt với ai đâu. Tại vì ông Tư của chị ông lớn tuổi rồi mà chị trẻ mà chị ngồi chị nhậu nhẹt ông cũng gan, Tư cũng đâu cho chị nhậu với ai đâu. Thành ra ví dụ anh em thương chị mới mời chị vô nhậu, mà chị không vô nhậu với em thì cũng đâu có gì đâu, cũng chị em mình không đâu có gì đâu, phải không Thái? Đó. Còn cái chuyện bây giờ em cũng xin lỗi, bây giờ nói chung quay ra cũng sự hiểu lầm, xin lỗi mấy anh em xăm hình luôn đó. Tôi không có nói gì hết, nhưng mà cái sự là sự hiểu lầm thôi, sự hiểu lầm xin lỗi của Hữu thôi. Thì bây giờ cái sự hiểu lầm với sự không hiểu lầm, tôi xin lỗi anh em, rồi tôi xin lỗi gia đình, ai hiểu lầm về mình mà hiểu lầm đó thì tôi xin lỗi hết. Rồi bây giờ nè, xóm chợ của Hữu đó là bữa nay tôi lên tôi xin lỗi là cái câu chuyện là tôi nói nãy giờ gì đó. Là thí dụ và nói cho chị nghe này, cái cuộc sống thì thí dụ nói chuyện qua lại người này người kia hiểu lầm qua lại thôi, chứ thật sự ra em đâu có nói ai xăm hình thì kệ người ta, đâu có dính líu gì em đâu. Mà em ở đây em chỉ lo kiếm tiền để nuôi con gái em thôi, ngoài ra những chuyện của ai em không để ý gì, ai xăm hình ai xăm môi xăm mắt gì kệ ai. Cũng như em thích xăm môi xăm mắt thì em xăm, còn ta thích xăm hình thì ta xăm, kể người ta đâu có dính líu gì em đâu. Nói chung á là sự hiểu lầm, ngày hôm nay chị Xuyến lên cũng xin lỗi rồi. Thì hy vọng là những gia đình của cô với trọ đó cũng bỏ qua quan hỷ đi. Dạ. Rồi mai mốt chị Xuyến để chị Xuyến xuống còn chăm sóc cho cháu nữa. Đúng rồi thì không gây hấn hoài cũng không có được. Thì em cũng nói cho cô nghe nè, thì con em nó cũng ở dưới đó. Nó con em nó cũng ở dưới đó thì thật sự ra em cũng còn tới này tháng này kia cũng tới luôn với con em. Thì thôi trong cái cuộc sống mà em á thì vì cái nghề YouTube anh em quay mẹ con em mới có sống, còn anh em chị em thì buôn bán người người làm người này người làm người kia mới có tiền để nuôi gia đình mới có cuộc sống. Thì thời buổi giờ văn minh ai cũng lo kiếm tiền để sống, chứ đâu có ai mà lo kiếm chuyện, mà đâu có ai mà lo nhiều chuyện chi đâu cô. Ví dụ như em trước mặt em ta xăm hình thì ai ta dính líu chị em, mà em đi nói gì cho mở miệng. Tại vì cái thời gian em đi nói người ta nó để thời gian ngồi em buôn bán rồi em kiếm tiền đồng lời để về em nuôi gia đình, em nuôi người này hoặc em có dư cho người kia, vậy em còn thấy còn vui hơn nữa. Em đâu có nói gì ai, ai xăm đầy mình cũng cãi ai, em có nói gì đâu không, tự nhiên mà quay em cũng chẳng quay hay em hồi nào quay nữa. Mình tưởng đâu tâm sự là hỏi vụ ngủ ở dưới thôi. Thường thường quay YouTube thì kêu vô thì vậy chị mới biết kêu vô. Nãy giờ chị nói vậy hết rồi. Thôi bây giờ xin lỗi thì chị Xuyến cũng đã xin lỗi rồi. Thì mong là bỏ qua, nói chung là hoan hỷ đi, mọi chuyện trở lại như bình thường. Rồi vậy thôi được rồi. Mình gặp nhau mình cũng vui vẻ cũng như gia đình mình ha. Chào.